Vân Khương và Ngọc Khánh xin thân ái mến chào quý vị khán thính giả đang đến với chương trình mua sắm cùng Việt Vsmall. Quý vị thân mến, được biết là nhiều quý vị khán thính giả cũng như là quý vị đồng hương người Việt của chúng ta đã bị khó chịu rất là lâu năm vì chứng bệnh gout. Vì vậy ngày hôm nay thì Vân Khương cùng với Ngọc Khánh xin giới thiệu đến quý vị bộ đôi gout chỉ có trị giá 105 Mỹ Kim, bao gồm những cái viên thuốc của 7.2 Recovery with Hydrogen FX cũng như là Joint Gout Nhật Bản. Khi quý vị mua bộ đôi này thì quý vị sẽ được tặng một hũ Green Cap với trị giá là 39 Mỹ Kim miễn phí để chúng ta có thể bổ sung lượng xanh, lượng xơ trong cơ thể. Và thưa quý vị, khi mà trở lại với Joint Gout đến từ Nhật Bản thì đây là một cái sản phẩm mà với thành phần rất là đặc biệt, bao gồm peptide cá ngừ đại dương có hàm lượng anserin 1200 mg, cũng như là dung dịch của vỏ cây liễu 120 mg. Ngoài ra thì chúng ta có những cái thành phần phụ như là lactose, sucrose ester và cellulose, tinh thể, thưa quý vị. Và nguyên nhân chính mà dẫn tới những cái vấn đề về bệnh gout là việc đầu tiên đó là do bị di truyền, và thứ hai là do cách mà chúng ta ăn uống. Có rất là nhiều người có thói quen là ăn ít rau nè, rồi lại còn ăn nhiều nội lòng cũng như là gan và hải sản, nhưng lại ít uống nước và lại có chế độ hay uống bia và rượu nữa. Và còn điều quan trọng hơn đó là khi mà chúng ta ít vận động. Nếu như vậy thì làm sao để chúng ta biết rằng là chúng ta đang bị bệnh gout vậy Khương? Vâng, cảm ơn Ngọc Khánh. Vâng, thưa quý vị, bệnh gout nó sẽ gây cho chúng ta rất là nhiều sự khó chịu. Và qua thời gian thì đôi khi chúng ta cảm thấy là vì thời tiết hoặc là vì lý do nào đó trong cơ thể của chúng ta bị khó chịu, nhức mỏi mà thôi, mà hoàn toàn không để ý đó là một chứng bệnh mà chúng ta có thể hoàn toàn có thể chữa trị được và giúp cho chúng ta cảm thấy khỏe khoắn hơn. Thưa quý vị, đây là những cái dấu hiệu mắc bệnh gout. Khi quý vị cảm thấy là bị đau đớn, sưng tấy, đỏ rát dữ dội ở những khớp tay và chân, thường là những ngón chân cái, có người còn bị sưng phù lên. Ngoài ra thì quý vị cũng sẽ cảm thấy chứng bị viêm khớp, đau nhức khớp do lượng acid uric tăng cao trong máu và xuất hiện các cục u nổi trên da có tên là hạt tophi. Ngoài ra sau một thời gian thì các cục u sẽ lặn đi, để lại các lớp da bị bong tróc quanh các khớp, và khả năng vận động của chúng ta sẽ bị giới hạn khi triệu chứng trở nên nặng nề hơn. Và công dụng khi mà chúng ta sử dụng cái viên uống Joint Gout của Nhật Bản này, đó là khi mà chúng ta uống thì thúc đẩy quá trình đẩy lùi cái acid uric, giúp giảm đau khớp một cách nhanh chóng, ngăn ngừa sự tích tụ các tế bào của acid uric trong các khớp. Đó là nguyên nhân chính dẫn tới bệnh gout, và hỗ trợ điều trị bệnh gout cấp tính hoặc là phòng chống bệnh gout một cách rất là hiệu quả, và hỗ trợ thải độc tố trong người, giảm cholesterol trong cơ thể. Và cách sử dụng thì như thế nào thì vô cùng đơn giản. Một ngày chúng ta chỉ cần uống 2 lần, mỗi một lần 4 viên, và uống trước khi ăn, uống với nước ấm là được. Vâng, và thưa quý vị, ngoài ra thì bộ đôi gout được chọn ra với sản phẩm đặc biệt tốt cho chứng bệnh gout, đó là vừa rồi thì Ngọc Khánh và Vân Khương cũng giới thiệu, đó là sản phẩm Joint Gout đến từ Nhật Bản. Ngoài ra khi mà cơ thể của chúng ta cảm thấy suy yếu cần được hồi phục thì chúng ta có sản phẩm 7.2 Recovery with Hydro FX đến từ The Alkaline Company, bao gồm 90 viên sản phẩm này đến từ Mỹ. Thưa quý vị, đây là viên uống sản sinh hydrogen phân tử duy nhất hiện nay, nó sẽ giúp cho cơ thể cho chúng ta thúc đẩy quá trình chuyển hóa các chất và sẽ khỏe mạnh và phục hồi nhanh hơn. Như vậy thì khi mà quý vị uống mỗi viên như vậy, quý vị cũng đồng thời sẽ có cái sự kết hợp của những cái chất tốt như là calcium và magnesium. Đây là những cái chất giúp cải thiện các chứng bệnh loãng xương, thần kinh, tim mạch, thiếu vitamin D và magie trong máu. Và cái chất mà kiểm độc quyền của công ty 7.2 đó là giúp cơ thể chống lão hóa một cách rất là mạnh, giảm chứng sưng viêm do nóng trong người, đào thải acid uric qua thận và giảm cơ hội mắc bệnh gout một cách rất là hiệu quả. Và người hoạt động thể thao và làm việc quá sức thì khi mà uống viên Recovery FX của công ty 7.2 thì giúp cơ bắp phục hồi nhanh chóng, giúp cơ thể dẻo dai và linh hoạt. Cách uống thì là chỉ cần uống một lần, 2 viên, một ngày 2 lần, uống kèm với nhiều nước là được. Vâng, thưa quý vị, mời quý vị hãy đến với Việt Vsmall. Số điện thoại là 1888-314-3775 và địa chỉ là 1615 Brookhurst Street, Fountain Valley, để quý vị có thể mua bộ đôi gout bao gồm Joint Gout đến từ Nhật Bản và 7.2 Recovery để được tặng một hũ Green Cap với trị giá là 39 Mỹ Kim. Tổng cộng 3 hũ chỉ có với giá là 105 Mỹ Kim để quý vị có thể có sức khỏe dồi dào cũng như là cảm thấy năng động hơn trong những ngày lễ sắp tới. Rất cảm ơn
ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ sau.